Hello, xin chào anh em. Mình đang đứng ở trước mặt hai con tàu lưới quay đêm của tập đoàn lưới rút Phú Yên. Mình sẽ khám phá cùng với quay một vài điểm sơ qua về hai con tàu này, đặc biệt là con tàu nhựa đang sử dụng máy dò cá siêu chụp 5 tỷ 2 mà ở Phú Yên là chỉ có một cái duy nhất thôi. Ở Bình Định hình như là có hai cái hay ba cái gì đó ha. Cái thứ nhất là hình như là của ba bộ và hình như là tèo hậu có một cái. Còn hình như là một số anh em nào đó có thêm một hai cái nữa thì mình không có kiểm soát hết được cái lượng máy mà anh em càng ngày anh em trang bị. Và giới thiệu tí xíu cho anh em xem về hai con tàu mà mình đang tập trung quay, đó là chiếc 99669 và chiếc 95282 này. Thì ở một clip mà ở dưới cái vùng khai thác, ở cái vùng dưới đảo, mình từng giới thiệu cho anh em xem có một cái clip mà mình quay về cái đoàn tàu lưới rút mà đánh 2.000 tấn cá tại cái điểm nục dời á, nục đỏ chuối á. Thì đây là hai cái con tàu mà trong 3 ngày làm tầm 300 tấn cá nè anh em. Trong 3 ngày liên tiếp ha, làm tầm 300 tấn. Dở sợ. Thì cái clip đó khi mình đăng lên là cũng có nhận rất là nhiều ý kiến trái chiều của anh em. Lúc đó anh em cũng chưa biết nhiều về cái kênh của mình, cho nên anh em nghĩ chắc có lẽ là mình hơi nói quá, nói thêm. Trong tầm 2.000 tấn ké đó thì hai con tàu này nó đã làm tầm 300 tấn rồi nha anh em. Đó. Đó. Cho nên là lúc mình quay con tàu 95282 kia thì một số anh em nói con tàu này nó chỉ có tầm 19 mét. Thì tại sao mình nói nó mình quay và tập trung nó rất là nhiều, cho nên anh em, một số anh em phản hồi đó là con tàu này nó làm lên những cái dấu ấn mà những cái con tàu khác mà khó gọi là cũng hơi khó để mà ghi được những cái dấu ấn như vậy ha. Nói tránh những cái lời lẽ nó hơi vô mỹ quá, nó sẽ không qua hay. Đó là con tàu 95282 này nè, ghi những cái pha ghi bàn đẹp mắt đó. Đó, anh em xem ha. Đây là hai con tàu mà nếu như anh em chỉ xem vào tàu thuyền thì anh em chỉ xem lướt qua, còn những anh em mà chuyên về lưới rút ở khu vực miền Trung, đặc biệt là từ cái vùng Bình Định trở vào trong cái vùng trong thì mọi người ở trong cái đoàn lưới rút thì sẽ biết cái thành tích của hai con tàu này. Đây là tàu của người anh, còn đây là tàu của người em ha, mình không có nói tên chủ tàu ở trong cái video này. Bây giờ mình sẽ cùng anh em đi khám phá cái đầu dò của cái máy siêu chụp của cái con tàu này cho anh em xem ha. Đây anh em, đây là cái đầu dò của cái máy siêu chụp 5 tỷ 2. Thì nếu như mà anh em không phải là người mà chuyên môn về biển, hoặc là một cái người mà không chuyên xài máy chụp hay máy quét á, thì anh em xem cái clip này nó không có gì là đáng xem hết. Còn nếu như anh em mà những cái người mà xài máy á, thì cái clip này cũng là cái clip mà để anh em tham khảo được cái đầu dò của cái máy siêu chụp ha. Bởi vì cũng rất là hiếm khi mà mình có cơ hội để mình nhìn thấy cái đầu dò như thế này. Bởi vì mà anh đánh lưới xong rồi máy ảnh thụt cái đầu dò nó lên trên, mình không có cái cơ hội mình để thấy được. Bữa nay tàu nhựa composite của Phú Yên kéo lên ụ để làm đất ghe. Anh em thấy cái đầu dò mà hai anh ngồi á, hai anh ngồi mà không trùm hết cái đầu dò. Có thể trong camera là mình quay là nó hơi gọn tí xíu so với bên ngoài, chứ còn nếu mà ở bên ngoài mình mô phỏng một cái vật nào đó cho anh em dễ hình dung là nó bằng cái thùng phi nhỏ, cái thùng phi nhỏ mà loại cái thùng phi mà muối cá loại nhỏ anh em. Nó còn cái canh nước rồi là nó nhỏ hơn cái này hết. Em thấy cái son thù lù này, cái son này là nhỏ hơn cái đầu dò rất là nhiều. Đầu dò mình xài qua thời gian nó đóng hầu cho nên mấy anh em kẹo hầu làm sạch này.
đầu dò của máy siêu chụp cho tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên. Đấy. Ở đây mấy anh em thấy trên cái đầu dò họ gắn rất là nhiều các cái cục, gọi là cái cục chống rỉ, cục chì chống chống sét. Còn mấy con ốc mà của cái ống đầu dò nó cầm vô cái đầu dò nè, niêm phong hết á, niêm phong bằng dây mí hết. Đấy, mình quay soi lên phía trên luôn cho anh em xem. Ở trên nó còn có những cái cục chì để chống rỉ anh em. Dễ sợ. Thì năm ngoái mình có quay cái con tàu này và giới thiệu là con tàu này sử dụng cái máy siêu chụp và sử dụng động cơ 6 AI đập thùng 829 mã lực của Giang Ma, nhưng mà không có cái cơ hội để quay cái đầu dò. Thì ngày hôm nay mình quay cái đầu dò cho anh em xem. Đó, hai anh này cũng to con hết, mà ngồi bên cạnh cái đầu dò là nhỏ hơn cái đầu dò ha. Cạo hầu làm sạch hết trơn. Mình cũng giới thiệu lại tí xíu là đây cái đầu dò của cái máy siêu chụp 5.2 nha anh em. Nội dung là nó xoay quanh cái đầu dò của cái máy siêu chụp thôi. Quay dài dài mô phỏng thật là chi tiết cho anh em xem cái chiều cao của cái đầu soi không á, là nó gần 1 mét, tầm 7-8 tấc chiều cao của từ cái mặt này nè, cao từ 60. Cái mặt này lên trên này 60-70. Dễ sợ anh em. Đó, nó gắn lên trên cái mơ lường của con tàu nhựa composite này. Cái mặt lông cốt của cái con tàu nhựa anh em, nó dở sờ. Cái mặt lông cốt của nó chính thân đó, là nó rộng tầm 60-70. Đó, chỉ có điều đi ra sâu là nó bóp gọn lại ở cái phần lông cốt thôi, chứ còn cái mặt giữa chính tông của cái thân tàu đi tới thẳng ở trước mũi luôn là nó rộng tầm 60-70. Hai miếng đây, hai miếng giờ nước ha. Còn này gì đây? Đó giờ giờ quét á. Giờ quét à. Rồi. Đâu qua móng đậu. Hè móng ra gì đây đây. Đây anh em thấy bên này là cái mặt của cái máy dò nước này. Máy đo dòng chảy á. Đấy. Cái mặt tiếp giáp ở dưới nước. Chứ cái miếng này miếng gì vậy? Miếng này là miếng chống sét á, gọi là chống sét cái dòng điện sấm sét á, chứ không phải chống sét chống rỉ nha. Đấy, còn bên này là cái máy dò quét, cái đầu dò quét nhỏ ra ha, xíu xiu. Máy quét này chắc máy quét tầm nhỏ. Bên kia vẫn còn một cái đầu dò nữa, nhưng mà cái đầu dò đó đầu dò đứng. Đấy, mình quay chi tiết về một cái clip về máy cho anh em xem, về đầu dò, về cái mơ lường của cái con tàu.